điều giúp cho cuộc đời của bạn luôn ở vào mảnh đất bất bại đó là gì? Mục tiêu rõ ràng và tấm gương học tập. Cho nên khi ai làm MBA với tôi đều hỏi, thế mục tiêu tháng này của bạn là bao nhiêu? À, thưa cô, em chưa có gấp là mục tiêu, em bắt đầu từ việc học tập và sau đó từ từ mà tiến lên. Tôi nói, này em, cô bảo em đặt mục tiêu không phải là bảo là em đi nhập hàng, đi ôm hàng. Không phải đặt mục tiêu gì quá khó khăn ghê gớm, như là hoàn thành 1.000 điểm, 2.000 điểm. Tôi nói, 100 điểm có thể đạt không? 200 điểm có thể đạt không? 10 điểm có thể đạt được không? Tóm lại là chúng ta cần phải có một mục tiêu mà bản thân mình cảm thấy không mất mặt. Cho nên mình không thể nói là mục tiêu 10 điểm, một kem đánh răng là đủ rồi mà. Mục tiêu này còn cần phải kích phát được tiềm năng của chúng ta. Tại sao chúng ta không dám đặt mục tiêu? Vì chúng ta sợ hãi mà. Vì chúng ta cảm thấy có áp lực mà. Bạn nói xem nhập hàng về liệu có áp lực không? Áp lực mà. Của mình đây có phải là rất lo sợ đúng không nào? Nhưng mà liệu rằng chúng ta có cần phải làm những việc mà rất nhiều người đều rất lo sợ, rất là lo lắng. Chúng ta liệu có cần phải bỏ ra lòng dũng cảm của mình hay không? Có ước mơ là đã rất tài giỏi rồi, có dũng khí mới sáng tạo lên kỳ tích.